Hello, chào tất cả mọi người đã quay trở lại với kênh của Sĩ Kẹo nha anh em ơi. Và đến với video này ngày hôm nay thì sẽ lại có code miễn phí cho anh em nhé. Ui, chạy qua đây hả em? Vậy như vậy thì một kill đầu tiên hết sức là đơn giản phải không nào các bạn ơi? Và những cái code thì mình sẽ để ngẫu nhiên trong video nha. Vì thế nên là các bạn đừng bỏ lỡ bất cứ một giây phút nào cả. Ui, vãi hả? Nào ngoài vậy? Ui, thích solo không em? Ok, anh lại sợ chủ quá cơ. Nào, qua đây em. Mày chạy này. Vâng, 2 kill luôn anh em. Ui, vãi. Đứa nào trên vậy anh em ơi? Ui, nói chung là cứ phải từ từ thật. Bởi vì là mình có mỗi cái cây MP5 thôi anh em. Súng trường bắn xa thì chưa có này. Thôi thì ạ. À đây, lượn là qua đây xíu này. Ui, lên bảng. Ngon không anh em? Vâng, một khởi đầu vô cùng là hoàn hảo. Chơi có xíu thôi anh em ấy có luôn 3 kill. Quá là ngon lành cành đào phải không nào? Và anh em ơi, chuẩn bị nào. Đây thì anh em có thể thấy là cốt hộp súng Mark Cà Rồng đang được hiển thị ở trên màn hình rồi nha các bạn ơi. Tức là một cái cốt này 50 người đầu tiên nhanh tay nhất thì sẽ nhập được nha mọi người. Ok, và kẹo sẽ để ở đây tầm khoảng 30 giây để cho anh em nhập cốt nha. Và các bạn có thể là tạm dừng video lại, vào game và nhanh tay nhập cốt nhá. Thì kẹo cho anh em mở được skin súng Mark Cà Rồng vĩnh viễn nha. Ok nè. Ten ten. Như vậy là mình đã có được AK. Chúng ta có thêm MP5 nữa. Ui, một đứa ngay phía trên. Bình tĩnh nào, bình tĩnh nào. Nói chung thì mình gầy mình sương sương vậy thôi. Anh em ơi, vẫn đang còn cốt nha, thế nên là các bạn đừng tắt video vội nhá. Let's go nào. Ủa ơi, vừa thấy là có một đứa ở trên cơ mà. Anh em có công nhận là thanh niên ở trên này thì bạn ấy chạy nhanh thật không? Thề luôn, thằng bé chạy nhanh kiểu dã man như này. Vào đây xem là có nó không đây. Không có anh em ơi. Át đủ, ăn gì chạy lẹ dữ vậy ta. Thật sự là khá là bất ngờ luôn. Ok, ui, chúng ta có thêm ống ngắm 4x. Ui, cái đậu xanh này anh em ơi. Mày chạy đâu hả? Xuống nhau mọi người đây. Mình là mình hôm nay mình hơi ngứa tay, thế nên là kệ luôn anh em. Bắn AK không cần ống ngắm cho nó máu. Đấy chứ còn là ống ngắm hiện tại mình đang để ở cây MP5 mà. Hôm nay như kiểu là muốn che hát thêm. Ui, thằng bé dưới ngu thế anh em. Tôi gài mìn ngay đó, thằng bé chạy vào. Xong luôn nhở. 5 kill. Hôm nay chơi game dễ vãi luôn. Đây, xem chúng ta có gì nào. Ok, chúng ta sẽ có thêm bom keo. Wow, rất là đã anh em. AK thì hiện tại mình đã trang bị được một cái tay súng 3 rồi. Và bắn cực kỳ là phê phim luôn nhá. Xin nhau mọi người. Từ từ để kẹo soạn đồ cái đã. Ngon lành. Anh em ơi, tầm này thì mình chỉ có 3 lô 2 thôi nên là lượm xíu đã full đồ rồi. Ok, và tiếp tục lại là cốt hộp súng Mark Cà Rồng dành cho anh em nhá. Anh em nhanh tay nhập cốt nhá. 50 người đầu tiên nhanh nhất nhập mỗi cốt thì sẽ được trúng nha anh em. Chứ còn anh em mà nhập muộn tay là không còn slot đâu nhá. Ok. Thì các bạn có thể là tạm dừng video lại để nhìn thấy cốt. Sau đó thì anh em vào game nhập và nhận hộp súng Mark Cà Rồng nhá. Tầm này thì chúng ta sẽ lên trên phía cổng trời thôi. Tiếp tục săn mạng nào. Nhẹ nhàng đã có được 5 kill. Và mục tiêu thì vẫn như mọi trận đấu bình thường, đó là kẹo sẽ kiếm tầm khoảng là chục kill top 1 đi. Nào, thử coi. Ở đây thì... đây rồi. Ui, thằng bé này vẫn chạy được anh em ơi. Thôi xong rồi. Thằng nào nó vừa cãi mạng của mình. À đây luôn cả. Vãi thật. Bắn thằng bé yếu máu thế rồi anh em ơi. Cay cú thật. Kiểu pha này bị cãi mạng. Thề luôn. Có phải là mày lựa chọn cái chết không vậy? Đậu xanh nó chưa anh em? Mình là mình cay cú nó vãi luôn này. Làm sao đấy hả em ơi? Ui, cái gì đấy hả? Gì vậy? Tính dọa chết anh này. Ok rồi mọi người. Vâng, tầm này thì chúng ta có 6 kill rồi. Khá là ngon. Rồi nhá. Đây, tranh thủ làm sắc cái nào. Wow, lại có thêm bom keo.
Tuyệt vời luôn. Và lúc này thì mình đã nâng lên đó là một cái ba lô level 3 rồi. Nào. Ui, phía sau, phía sau. Phía sau anh em ơi, phía sau có người này. Rồi nha, bình tĩnh thôi. Phía sau có người thì chạy lại phía sau vả nó luôn nhở. Sao phải ngại phải không nào. Ok, kẹo thì kẹo vừa được qua cây P90. Vì thế là nó bắn ngon hơn cây MP5. À, thấy rồi nhá, thấy rồi nhá. Thằng bé ngay chưa từng hai thôi anh em ơi. Ui, đấy. Anh em thấy nó chưa? Ăn lựu chóa nha em. Mình là mình không có lựu đạn. Thế nên là cầm lựu choáng đáp xương xương. Nó có gai mìn không nhở? À, gai mìn à? May là mình không lên. Và đây anh em ơi, tiếp tục lại là cốt hộp súng ma cà rồng nha anh em ơi. Lần này sẽ có 4 cốt. Và 50 người đầu tiên nhanh nhất nhập được mỗi cốt thì sẽ nhận được hộp súng ma cà rồng nha. Vì thế nên là anh em nhanh tay tạm dừng video lại và nhập cốt thế nào. Và nếu như mà anh em nhập được cốt thì các bạn đừng quên comment để cảm ơn kẹo nha. Nguyên cái video này thì kẹo phát cho anh em phải đến là 500 cốt hộp súng ma cà rồng nhá. Các bạn cứ thử lấy 50, các bạn nhân với 10 cái cốt mà kẹo phát xem đúng là bằng con số 500 không. Đấy, số nhá. À đủ, thằng kia nó vẫn ở trên. Tầm này thì hơi khoai. Vậy nên là mình lên tạm căn nhà Doraemon này là ok rồi. Đứng đây ngồi canh nó. Chứ bảo là sang bên kia thì thằng bé nó móc cho. Bởi vì là mình rất là sợ cái cầu thang đó luôn. Và nếu như mà anh em dẫm mìn ở cầu thang đó nhiều rồi này, hoặc là anh em chết ở cầu thang đó nhiều rồi, thì các bạn cũng sẽ ám ảnh như mình mà thôi. Ui, tưởng gì thằng bé chạy xuống phía dưới á. Rồi nha, bình tĩnh thôi. Làm gì phải căng thẳng với nhau thế nhở. Đây anh em ơi, xem thằng bé chạy đâu. Hình như là nó chạy xuống dưới rồi các bạn ơi. Đứng đây sao kiếm nó đây. Wow, một cái tin đáng mừng đó là chỉ còn lại có 6 người chơi nữa trong ván đấu này mà thôi. Phải công nhận rằng là anh em kêu nhau rất là nhanh luôn. Ok, kẹo thì kẹo nghĩ là nên di chuyển qua phía này. Đơn giản là chỉ còn lại tầm khoảng là 1 phút nữa thì bo sẽ thu lại anh em ơi. Chính xác là hơn 1 phút nữa nha. Vãi hàng này, chạy đâu Hải em ơi. Ui, dựng một kèo nhanh thế nhở. Tí nữa thì ăn được nó này. Wow, nhanh tay nhanh chân thế nhỉ em ơi. Hôm nay thì cơ bản là mình muốn chạy hát thôi. Thế nên là AK thì mình không thèm trang bị ống ngắm mục đích luôn. Nhiều anh em không hiểu thì lại bảo rằng là ơ anh ơi, sao mày ngu thế. Thế thì đúng là kẹo chịu luôn. Nào các bạn ơi, qua đi coi này. Ten ten. Riêng bây giờ thì kẹo có được 7 kill rồi nhá. Tầm này thì phải canh thẳng ở phía trên này. Đúng rồi, thằng đồ hồng này. Vãi hàng này. Ui, đùa nhau à. Chạy đâu Hải em ơi. Ui, qua đây. Nào, qua đây. Đùa nhau không này. À đủ, thằng này nhây phết nhở. Nào, chuẩn bị lên bản điểm số đi em ơi. À đủ. Các bạn ơi, ngồi đây canh với nó mệt ghê vậy. À đủ. Sao đấy Hải em ơi. Ui, câu liệu choáng con luôn. Vãi hàng, bỏ miệng rồi. Ui, lên bản điểm số luôn. Vỡ đầu luôn. Đây, lên trên lượm xong nó này. Tầm này thì chúng ta đã có được rất là nhiều đạn súng trường, rất là nhiều đạn súng tiểu liên rồi. Và kẹo thì vừa đổi qua đó là một cái cây súng MP40. Lúc này thì không thể chế hát bằng Red Dot được nữa rồi. Thế nên là kẹo đành trang bị ngắm 1x và AK thôi. Tầm này thì cứ lấy 4x, bắn cho nó sướng anh em. Chưa bắn Red Dot nãy giờ thì mình cũng khá là mệt mỏi rồi các bạn. Rồi nha, hai thằng cuối. Wow, và kẹo có 8 kill rồi. Chứ chẳng ít gì luôn anh em ấy. Hóng nào, hóng nào. Giờ xem như nào tìm được hai thằng cuối là xong luôn anh em nhở. Là end game luôn nhở. Ten ten. Các bạn trốn đâu rồi? Các bạn qua đây solo với kẹo nào. À mà anh em ơi, hôm nay quên không bảo với anh em. Đó là nếu như mà các bạn thấy video của kẹo hay thì các bạn đừng quên đó là hãy nhấn nút like cũng như là chia sẻ video để ủng hộ cho mình nha anh em. Và nếu như mà có cái góp ý, có ý kiến gì thì các bạn cũng sẽ comment ngay bên dưới video nhé, để kẹo khắc phục trong những video tiếp theo nhá. Hai người chơi nữa nhở. Hoặc là anh em có bất cứ thử thách gì thì hãy comment ngay bên dưới. Hoặc là có câu hỏi gì thì kẹo cũng sẽ trả lời luôn nhở. Kẹo tranh thủ kẹo trả lời luôn. À đủ. Xem ra là tìm hai thằng nữa hơi khoai các bạn ơi.
Với cái bo như này mà trong bo chỉ có 3 đứa, đúng là khó kiếm nhau thật sự luôn. Thôi thì chúng ta cứ chờ bo nó nhỏ hơn nữa vậy. Ok. Chào mấy anh em đến với xưởng cơ khí. À, phía trước có Lamborghini à? Lái luôn anh em, mình có skin xe mới mà, xe vàng luôn, đẹp cực. Đấy, chúng ta lên đường. Rồi nha, giờ xem hai đứa còn lại ở đâu là xử luôn chúng nó này. Hóng. Nào anh em ơi, xem hai thằng nữa ở đâu nhở? Cơ bản là mình thấy là có thính ngoài biển, thế nên là ra chơi xíu đi. Lâu lắm rồi mới gặp một cái thính nó dị như này anh em ơi. Đấy, thính rơi xuống nước luôn, chứ chẳng đùa. Mà kiểu này mình nghĩ là có khi là bơi xong là không kịp lượm thính anh em ơi. Thôi xong bỏ mẹ rồi. Kiểu này chắc là không kịp rồi anh em ơi. Kẹo sẽ thử cố gắng xem. Thôi thôi thôi. Bơi vào bơi vào. Bơi vào nhanh không chết bo ngu thì đúng là ngu người. Đấy. Mình thì mình không ham lượm thính lắm, đồ đạc cũng ngon rồi. Chẳng qua là thấy cái thính rơi xuống nước trông lạ lạ, lâu lắm rồi mới gặp cái hiện tượng này. Thế nên là tính qua lượm thính sương sương tí. Mà bọn nó thu gắt quá nên là lên xe. Và chúng ta comeback lại thôi anh em ơi. Vào trong này, tìm vị trí của hai đứa còn lại và xử luôn chúng nó nhở. Ui, vừa kill nhau luôn cả. Vâng, cơ hội chiến thắng top 1 của mình lúc này là 50-50. Ui, anh em thấy đã không nhở? 50-50 rồi nhá. Thằng cuối đấy à? Ui, mày liệu hồn nha em ơi. Cái đậu xanh này, làm sao đấy Hải ơi? À đủ, nó trốn ngay phía sau luôn anh em ơi. Câu quả lị qua này. Ui vãi. Bình tĩnh nào anh bạn ơi. Thằng bé cầm shotgun nên là mình đứng xa ra xíu là ok này. Ui, và ai bình tĩnh đi. Cái đậu xanh. Tính ép anh vào đường cùng à? Nào, bình tĩnh thôi anh em ơi. Ui, gì vậy? Lựu choáng liên tục luôn. Và ai lùa? Tôi lại sợ ống quá cơ. Này, qua đây em ơi, qua đây. À đủ, thằng bé đã lên trên rồi cơ. Thôi xong còn tí máu này. Nhanh quần máu thôi anh em. Tầm này thì khá là bất lợi rồi. Để nó lên mãi trên kia này. À đủ, chạy đâu hả? Uầy bắn ra thế nhở. Nó dụng bom keo rồi anh em. Qua đây lấy xe chạy nào. Uầy, thôi bỏ mẹ rồi. Vãi. Xanh mộ các bạn đây.